ấp 3 Đống Đa và điện Chú Học, Trọng Đạo, Trọng Đạo, Trọng Hương Đạo, Trọng Hương Đạo, hướng về, đến xe cũ. Bến xe cũ à. Bến xe á. Chỗ đây công viên rồi, trước là bến xe. Không, là thời không, lâu mà bến xe cũ. Bến xe cũ rồi, trước nằm đây nè. Ở đây là đường gì? Đường Lê Hồng Phong luôn á. Lê Hồng Phong. Từ cầu 8 mà đi ra lên đó. Không phải. Bánh xe ngoài kia đấy mình. Đây là công viên Quang Trung cũ. Trước bà Tám làm ở ngân hàng nhà nước. Giờ chuyển là Vietinbank đó mà. Đó, đây Lê Hồng Phong. Đèo Lê Hồng Phong. Trước đây là trung tâm nè. Trung tâm đây nè, diễn rồi đó nó. Đó, đây Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong hồi trước là một đường chính đó. Rồi giờ là hết. Đường chính. Hôm nay đâu đây, hôm nay bán đồ đây còn. Đi. Như nhà Bảy Phụng đúng không? Cái quán cơm mà du lịch hay vô ăn mà dở ẹp bây giờ còn mới nữa. Trước đi xe, giờ đi xíu tới cha xong rồi động Quy Nhơn nè. Nè, xong rồi động Quy Nhơn. Phía này trái thì xong rồi động Quy Nhơn. Đó, xong rồi động. Trước hoành tráng giờ không có chùa là, sau lưng đó là chùa Long Thánh á. Đi hết đường Lê Hồng Phong đó là ra đường Nguyễn Huệ. Hai Bà Trưng. Nó chỉ du lịch ở ngoài phía bên đường ngoài biển nó đông thôi, cho này còn vắng nha. Nhờ cho nên Tết mà có về cũng buồn vậy nè. Chỉ nếu ở khúc biển thì nó vui đấy, nó đang buồn. Chắc nữa về chỗ ở rồi.
Nguyễn Huệ đây, ra Nguyễn Huệ đó, đó cái tòa nhà đó, đi vòng vòng nó mới ra chứ chỗ đây là, đó cái tòa nhà tê máy mình nở. Đi ra hướng đây ra biển, ra hướng đường để phải đi ra đường Xuân Diệu đi cho nó đẹp. Này là chỗ nổi tiếng nè, nổi tiếng nhưng mà chút nữa về mua chứ có bán cho chưa bán. Chưa bán đúng không? Chiều họ mới bán. Đó. Đường Xuân Diệu, đường quen biển. Thành phố Quy Nhơn. Đó em đi vòng nóng về ra đây rồi. Đúng rồi. Đó. Đó chỉ du lịch rồi, chỉ đến chiều mới đông thôi chứ bây giờ đâu ai đâu. Biển là có mấy cây mới tồn tại nổi. Nên là xuống đây, xuống đây dưới cảng nè. Cho nên cái mùi mà cá nó phơi á. Mùi rình. Rồi, dưới đây. Dưới đây trước là khu 1. Còn cái đầu đường Xuân Diệu là khu 2. Đây là khu 1. Trước là nhà khu đây là trước nhà rằm á. Nhà rằm á xong rồi nó giải tỏa nó mới làm lại cái đường nữa. Trước này là quân đội nè. Quân đội biên phòng rồi. Đó thì nó có đường chính. Chút nữa anh chạy ra Phan Chu Trinh đó, ra hướng cảng đó, quay ngược lên thử. Mùa cá nè, cảng cá nè. Vô bến Hàm Tử nè. Đó. Bến Hàm Tử mà hôm trước mà đi Cù Lao Xanh á, vô đây đó. Đó, Cù Lao Xanh đó.
Vũng Tàu. Bây giờ để phải ra Phan Chu Trinh ra cảng á, cảng Quy Nhơn rồi để cái ra cảng á, nhà Hồng Loan rồi đó, đi theo Phan Chu Trinh ra cảng. Phan Chu Trinh hướng ra cảng chạy xuống thử nó ra tới đâu. À, vô cảng à, biết đi ra được không, lâu quá đi biết cái đường nữa còn nó ấy không? Mấy mươi năm rồi ra đây phải, chắc là ba mươi mấy năm rồi mới đi lại. Hồi vô cảng rồi, vô cảng không biết đi đâu qua thử. Ông thủy thủ hồi trước thủy thủ là về ở khu hồ nhỏ, khu đây là mấy có tiền không á, dân thủy thủ về đó, đi nước ngoài đó, đi tàu nước ngoài về không được rồi. Mấy đó là không có tài tiền, không biết cái cảng đây tôi quay ra đây chứ mình đâu có làm đâu. Trường tiểu học Hải Cảng đây, số 2 ở đây đó. Hồi trước nhà nó, cái đường nhà này là trường tiểu học á. Chút nữa anh không quay vô đứa hướng nhà anh thử. Đây là chung cư rồi. Nói tôi xem.
cái đầm nè. Nó kêu là cái tên gì đâu mỹ miều lắm. Hồ hồ gì? Nó hồ gì á, giờ nó tên là hồ gì? Tên mỹ miều lắm. Cốc tầm là già cốc tầm. Bây giờ rẽ là hướng Bạch Đằng, hãy rẽ trái hướng Bạch Đằng. Cái này nó chưa giải tỏa được cái nhà này, nhà nó làm cho cái đường nó nhỏ lại. Đó là một chiếc lóng chim à, đường Bạch Đằng nè. Không, đưa nhà cũ xuống dưới mà. Đường Bạch Đằng và lóng chim à. Thế là khu đây hồi trước ấy, giờ nó không phát triển nữa cho nên đường nó nhỏ lại, nó không có giải tỏa, lóng em, nó lóng. Cái đường Bạch Đằng hồi trước đường chính lớn. Cái khu Bạch Đằng này là giống như khu quận tư, nó là giang hồ mà, giang Bạch Đằng mà. Biết giờ còn, nhưng hồi trước nghe giang Bạch Đằng là sợ. Nè, giờ rẽ lên đường 343 nè, vô lại nhà cũ. Nó thì chút xíu rồi. Nó, cái này đường ở xíu nha. 343 nè. Ờ, hồi trước băng tóc. Giờ là tới trước cái lộng bây giờ được rồi. Anh cũng không nhớ cái nhà rồi, anh không nhớ cái nhà mình đâu luôn. Giờ là bên phải nè, đây nè. Số 39 nè. Không, số đây, cái đây chắc không, cái đây là số 37 nè, nhà này nè. Đó, rộng nè. À, cục ngắn tủng vô trong ngắn lắm. Uống cá, uống cá. Không. Hồi cái khu đây đó, là hồi trước đó, là lấn chiếm. Lấn chiếm đất của đây nè. Đất đây là đất của nhà thờ. Tức là khi mà đâu lấn chiếm là năm năm mấy á, trước giải phóng á, nghe ông ngoại ông kể lại á, là lấn chiếm ấy, lấn chiếm cái là dạng di cư sao lấn chiếm vô là xây dựng nhà ở. Cho nên bây giờ khu dưới đây giờ nó hết phát triển rồi, đường nhỏ quá đâu làm được gì đâu mà. Đường Lê Lợi, Lê Lợi đâm thẳng ra Nguyễn Huệ luôn á, rẽ trái đâm thẳng ra ngoài. Cái trục đường là trục đường chính nè, đó mấy đường cũ á, đường nhỏ không à, đường cũ á, cổ là nhỏ chút. Trần Cầu Vân nè, nãy mà đi xe chở ra Cầu Vân á. Chút xíu à. Để ra trọng thân đạo. Đó, hồi trước vậy đi vòng đạp xe đạp vòng chút nữa anh sổ cái dốc trận đạo là nó sẽ tới bến xe cũ á, rồi quẹo lên lại là hết. Nó có vậy á. Đây là nó sầm ốc hơn, đúng không? Nó sầm ốc hơn chút dưới. Dốc trận đạo là dốc đây nè. Dốc trận đạo.
rồi đó. Mấy mươi năm trước đạp xe đạp rồi sao nổi. Đó, rồi ra lại đường cũ nãy. Ra lại bến xe cũ mà là quay lại đây. Kiếm dạng buồn. Quay lại đường cũ rồi. Rồi tắt máy quay.